Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục Việt Nam Australia tại Đại học Quốc gia Australia, nơi có tới 6 cựu sinh viên giảng viên đạt giải Nobel, Thượng nghị sĩ Bộ trưởng Giáo dục Australia Anthony Chisholm và Chủ tịch Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Australia vui mừng chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Australia, đặc biệt đánh giá cao việc hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Bộ trưởng cho biết các cơ sở giáo dục của hai nước đã ký hơn 200 thỏa thuận hợp tác. Mối quan hệ gắn kết bền chặt này sẽ có tác động tích cực trong việc tăng cường quan hệ ngoại giao hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn tới những người phụ nữ nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, đấu tranh cho bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ trẻ em. Thủ tướng cho biết Việt Nam coi giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược. Bên cạnh những thành tựu quan trọng thì việc đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các ngành mới nổi, công nghệ cao vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, Việt Nam chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước phát huy hơn nữa vai trò hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đề nghị Australia tăng gấp đôi số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam trong vòng 2 đến 3 năm tới. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến các cơ sở giáo dục đại học của hai nước ký kết 8 văn bản thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực như là xây dựng đường sắt, đô thị thông minh, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.